thành công ngày 2/4/1975 về cải cách giáo dục trong điều kiện đất nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Nguyên lý của cải cách giáo dục lần này là học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội, thống nhất giáo dục trong cả nước, đánh dấu một bước phát triển mới của ngành giáo dục Việt Nam.
đây.